Kính thưa quý khán giả, đây là một cái điều tâm tư của chúng tôi. Xin được gửi lời chào khán giả của WinWin Việt Nam. Cái tâm tư này đã thật sự tôi muốn nói rất là từ lâu. Đáng nhẽ thì chúng tôi có một cái chương trình độc thoại mà dự trù là sẽ nói với lại tất cả các anh em Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thưa những người mà không biết tôi, xin được phép giới thiệu. Tôi Nguyễn Phương Hùng, số quân 65 xuyệt 202984. Và là sĩ quan trong binh chủng biệt động quân. Rất là may mắn, tôi có một người anh đã chết và người em cũng đã chết trong cái cuộc chiến. Tôi là người may mắn. Thì anh tôi và em tôi là bất hạnh. Nhưng mà không phải vì những cái bất hạnh của anh tôi và em tôi hoặc là bố tôi phải đi tù sau ngày 30 tháng 4 75. Mà tôi mang cái sự thù hận. Tôi cũng giống như các bạn. Tôi đã nằm ở Subic B khi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Tôi đã khóc khi nhìn thấy anh em mình cởi liệng nón, cởi áo, tụt quần, tháo giày, lột lon. Tôi xin dùng tất cả những cái động từ để nói lên một cái hành động chúng ta giã từ vũ khí. Tôi đã khóc ở Subic B khi nhìn thấy những anh em của chúng ta đã xếp hàng, bỏ quần, bỏ áo và những khẩu súng chất cao như núi. Và khi ở hải ngoại, tôi cũng đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh của những tướng lãnh của chúng tôi xếp hàng trước Quốc hội Việt Nam. Tôi đã khóc khi tượng đài của thủy quân lục chiến đã bị dịch sập trước cửa Quốc hội, bây giờ là nhà hát lớn. Tôi thấy các tướng lãnh của chúng ta đi vào trong tù bị bắt. Tôi bàng hoàng ngay tại ở Subic. Tại sao mình thua nhỉ? Cái câu hỏi nó cứ lởn vởn trong đầu chúng tôi. Tại sao mình thua những người lính mà dép râu mà đội nón tai bèo ở trong rừng, xanh xao ốm yếu mà họ lại thắng mình? Và những người lính đó đa số không có qua một trường huấn luyện quân sự, giống như là đại tướng Võ Văn Giáp, ông Võ Nguyên Giáp. Bác Hồ đã mà nói một câu rằng thắng đại tướng là đại tướng. Và tướng Võ Nguyên Giáp không học một qua một khóa quân sự nào, kể cả Hoàng Phố hay là West Point hay là cái gì hết. Chỉ là một nhà giáo vì hoàn cảnh đất nước. Và ông đã trở thành một tướng lãnh tài ba, một trong 10 tướng lãnh tài ba của thế giới. Thì chúng ta không nên thử phủ nhận, phải có một cái gì đó thì thế giới mới công nhận. Cả một cái thế giới này không thể ngu. Chúng ta có quyền nói rằng á, dư luận ngu, nhưng mà chúng ta đừng có nói rằng á, cả cái thế giới này ngu mà chỉ có một nhóm người chúng ta khôn. Nếu mà chúng ta khôn thật sự thì chúng ta đâu mất nước. Mà tại sao vậy mình nói cái chữ mất nước? Nước còn đó, tôi, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đang ngồi tại Việt Nam, đang ngồi tại Hà Nội. Nước còn đó thì sao gọi là mất? Mà nhà còn kia thì sao gọi là tan? Có những người ở hải ngoại đã đi về và được lấy lại nhà cửa. Thì chúng ta không có mất nước và chúng ta cũng không mất nhà. Chẳng qua là tại vì chúng ta cứ nói như vậy để lấy một cái cớ rằng ồ, tôi mất nước, bây giờ tôi lấy lại nước. Vâng, cái đó, cái tinh thần đó tôi đã có và tôi đã sát cánh cùng với lại các bạn. Chúng ta cùng sát cánh với nhau trong những cuộc biểu tình. Chúng ta đã đáo Cộng sản. Chúng ta đòi Human Rights for Việt Nam, Freedom for Việt Nam. Tôi đã từng la những cái đó. Và tôi đã bỏ tất cả những thì giờ
thay vì cuối tuần ở nhà với con cái để làm những công việc lợi ích cho gia đình và cho xã hội, thì chạy đua theo những phiên họp, có ngày là họp thứ năm, có bữa họp thứ sáu, rồi cứ nhao nhao lên khi thấy một cái cuộc biểu tình, một phái đoàn Việt Cộng đi qua bên Mỹ là chuẩn bị. Và chưa kể nữa lại còn mặc cái bộ quần áo nữa. Mà cái bộ quần áo đó là mình đã cởi ra. Ngày 30 tháng 4 mình đã cởi cái áo ra, cởi cái quần ra và cởi đôi giày ra. Nếu không có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mời tôi về Việt Nam trong cái đại hội báo chí năm 2011, có lẽ tôi hãy còn u mê. Tôi nói thật, tôi vẫn còn căm thù Cộng sản. Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã tạo điều kiện cho tôi tìm hiểu thật sự rằng đất nước này, thưa các bạn, đang thay ra, đang đổi thịt. Tôi về Việt Nam 16 lần trong 5 năm qua, trong 6 năm qua. Và mỗi một lần về là tôi lại thấy một cái sự thay đổi của đất nước. Và mỗi một lần về mình lại đi lạc đường, giống như mình đã lạc đường 43 năm nay. Chiến sĩ Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự, chiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Tổng lãnh sự San Francisco, nói chuyện với chúng tôi. Anh Hùng biết không, chúng tôi là nhà ngoại giao, chúng tôi phải đi ra nước ngoài, chúng tôi làm việc các tòa đại sứ, các tổng lãnh sự. Mấy tháng chúng tôi về, con đường nó chặn mất này, tôi không nhận ra con đường đó nữa. Điều đó nói lên cái điều gì, thưa quý khán giả? Đó là cái sự thay đổi của đất nước. Cách đây 3 năm, cái cao ốc Bateco ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, do người Tân Java, tức là Singapore, là lập lên. 68 tầng là cao nhất đất nước. Nhưng bữa nay ấy, thì cái cao ốc Lotte 70 tầng ngay tại Hà Nội này, ngày hôm qua chúng tôi đã có chụp hình. Và cái cao ốc Kinan 72 tầng, thưa quý khán giả, bây giờ là cao nhất ở Việt Nam bây giờ. Và chúng tôi được biết ở quên mất đang có một cái công trình nữa để xây dựng cao ốc 76 tầng. Thưa quý vị, một quốc gia mà nghèo và đói có thể làm được cái điều đó không? Chắc chắn là không. Người ta đã nói rằng có tiền thì mua tiền cũng được. Anh phải có tiền anh mới thực hiện được điều đó. Và thưa quý khán giả, cách đây 3 năm chúng tôi đi Sapa, chúng tôi đi Lào Cai, chúng tôi đi Lai Châu, chúng tôi đi Điện Biên, chúng tôi đi Quảng Ninh, Móng Cái, chúng tôi đi Hải Phòng, không có đường cao tốc. Đường cao tốc ở trong nước gọi là đường cao tốc, nhưng mà ở nước ngoài gọi là đường xa lộ. Ngày hôm nay con đường từ Hà Nội đi Sapa bớt được nửa cái thời gian. Con đường Hà Nội đi Cao Bằng, đi Lạng Sơn, đi Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên đều cắt đi một nửa đường. Và ngày hôm nay ở Điện Biên cũng đã có sân bay, Thanh Hóa cũng có đã sân bay. Và thưa quý khán giả, tôi đã đi vào Nam Đàn Kim Liên và chúng tôi đã đi thăm cái nơi của Bác Hồ sinh ra và Bác Hồ sống trong hồi niên thiếu. Một cái nhà lá ở tại Nghệ An không có tượng đài của Bác Hồ nhé. Đó là quê hương của Bác Hồ, không có một tượng đài của Bác Hồ. Và chúng tôi đã đi khắp miền đất nước. Thì như vậy đó, có phải là cái sự thay đổi của đất nước không? Đất nước có phải thay ra đổi thịt không? 94 triệu dân trong nước dồn trong một cái mảnh đất chỉ bằng 3/4 diện tích của California
không lớn bằng California. Vậy mà bây giờ đó, tất cả mọi người, tôi nhìn thấy những nét lo âu trên khuôn mặt của những người lao động, của những người buôn thúng bán bưng. Nhưng mà đó, chung quanh những cái tiêu cực của những người nghèo, nghèo thì chỗ nào cũng khổ, có hết. Ông Ngô Kỷ không có sung sướng không? Thì chúng ta mới thấy rằng đất nước quả thật rằng đang thanh bình. Bởi vì sao? Sáng, trưa, chiều, tối, muốn uống rượu giờ nào thì uống rượu. Muốn làm đám cưới ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì làm. Không phải giống như ở hải ngoại. Đám cưới và các lễ lạc đều phải rớt vào ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Quý vị mà làm ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, bảo đảm không có khách tham dự. Cái cuộc sống hải ngoại á, của chúng ta đó, ở nơi nào, Việt Nam hay là ở bên Mỹ hay là ở Pháp, ở Âu Châu, chỗ nào vậy, chúng ta cũng chỉ có 24 giờ. Chu kỳ thời gian đi 24 giờ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng ta chỉ khác là cái trái địa cầu nó xoay, thì ở bên Mỹ là ban ngày, thì Việt Nam là ban đêm, chứ không có khác cái thời gian. Cái thời lượng 24 giờ là ở đâu nó cũng có. Thì tại sao cái người ở trong nước họ lại có thể làm những cái chuyện đó? Họ tổ chức bất cứ giờ phút nào, sáng, trưa, chiều, tối họ uống rượu. Chúng ta có được uống rượu ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư không? Không. Chúng ta chỉ uống rượu tối thứ sáu, tối thứ bảy. Quý vị thấy là ngay cả ngày tối chủ nhật cũng không dám uống nữa, bởi vì sáng hôm sau phải đi làm. Cuộc sống ở bên Mỹ là một cuộc sống chạy đua với lại thời gian. Cuộc sống ở Việt Nam á, là thời gian không biết để làm gì. Thành ra người cuộc sống chúng tôi thấy rằng á, bắt đầu buổi chiều 6 giờ, sau khi giờ cơm nước xong xuôi thì tất cả các vỉa hè ở Việt Nam đều mở. Nếu ở nhà quê, chúng tôi nói chẳng hạn, nói nhà quê thì nói như mà chẳng hạn như Phủ Lý hay là những nơi các tỉnh thành, thì ban đêm có thể vắng, các cửa hàng đều đóng hết. Họ chỉ sống buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều không có. Một số các nhà hàng lớn thì có mở. Nhưng mà ngược lại ở Hà Nội thì các nhà hàng đều mở từ sáng đến tối hết. Và càng về đêm, có những cái cửa hàng chỉ mở ban đêm thôi, để đón khách ban đêm. Và thưa quý khán giả, tất cả những món ăn mà chúng ta thèm muốn á, ở Việt Nam á, món quê hương dân tộc á, ở Việt Nam đều có hết. Những cái điều mà chúng tôi muốn nói đây á, là một cái đất nước đang vươn lên từ sau ngày 30 tháng 4. Các bạn ơi, các bạn nghĩ đi, đất nước mình 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Và sau khi mà quân đội Pháp từ năm 1954 tới năm 1975, chúng ta có yên không? Không. Chúng ta vẫn chiến đấu, vẫn phải đánh nhau. Quý vị nói rằng người miền Bắc mang quân vào xâm lăng miền Nam. Cái điều đó thì chúng tôi, lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như các bạn. Nhưng mà khi mà chúng tôi qua bên Mỹ, chúng tôi đọc những cái sách, những cái quyển sách của người Mỹ, người Đức, người Ý, người Nhật viết, thì chúng tôi mới biết rằng đó, chúng ta sai lầm. Người Mỹ đã âm mưu thay thế người Pháp tại Việt Nam, đưa ông Ngô Đình Diệm về để chấp cánh. Và năm 1956, 2 năm theo đúng luật của Hiệp định Geneva, thì ông Ngô Đình Diệm phải tổ chức cuộc bầu cử để thống nhất đất nước. Ông Diệm đã không làm điều đó, do đó người miền Bắc, cụ Hồ phải đưa quân vào để giải phóng miền Nam. Ông Hồ Chí Minh, ông đã nhìn thấy được tương lai của đất nước, và ông là người duy nhất đoán được tương lai của vận mệnh Việt Nam. Và những cái điều ông đoán được á, đều mang lại, đều đúng như là lời của cụ nói. Thành ra đừng có nói là người miền Bắc đưa quân vào miền Nam, hoặc là ém quân ở trong miền Nam, như là những cái thành phần gọi là
tập kết ra Bắc. Tại vì Bác Hồ nhìn thấy rằng cái tương lai của người Mỹ muốn dùng Việt Nam là một cái bao lơn của Đông Nam Á. Bởi vì cái hoàn cảnh địa lý của nước Việt Nam ta rất là đặc biệt. Hơn 2.600 km bờ biển nhìn ra Biển Đông, biết bao nhiêu tài nguyên về dầu khí, tài nguyên về hải sản. Các nước khác như nước Lào, nước Miến Điện nằm bên trong. Các nước khác như là Campuchia, Thái Lan, họ không được một cái lợi thế như Việt Nam. Và người Mỹ muốn dùng Việt Nam như là một cái tiền đồn để mà canh gác ở Biển Đông. Và do đó Bác Hồ đưa quân vào. Và thưa quý khán giả, chúng tôi không muốn nói nhiều về cái vấn đề này. Chúng tôi chỉ muốn nói những người bạn của chúng tôi, các anh em quân đội của chúng ta. Tôi cũng đã khóc ở Subic Bay. Tôi cũng đã khóc mỗi lần nhìn thấy TV Mỹ chiếu lại cái cuộc chiến ở Việt Nam và cái ngày 30 tháng 4. Và tôi đã miệt mài bao nhiêu năm cùng các bạn đấu tranh, hoan hô, đả đảo. Và sau khi tôi trở về Việt Nam qua cái cơ hội nhận lời mời của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Trơn, tôi đã nhìn thấy đất nước của chúng ta thay ra đổi thịt. Và tư duy của con người ở Việt Nam cũng bắt đầu thay đổi. Mặc dù chúng tôi công nhận một điều rằng á, dân chúng Việt Nam cần phải có thêm một thời gian để mà gọi là có một cái ý thức về chính trị. Nhưng mà tinh thần yêu nước của người Việt Nam chúng tôi không có thể mà không phủ nhận, không thể nào phủ nhận được. Ở trong nước họ rất là yêu nước. Họ yêu nước là họ muốn đóng góp cho đất nước. Bằng chứng là năm 1979 bao nhiêu người thế hệ trẻ đã chết, sẵn sàng chết. Và cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy rằng các tuổi trẻ Việt Nam tình nguyện nhập ngũ, tình nguyện phục vụ ở trong quân đội. Thừa thời gian nhập phục vụ quân đội, đi nghĩa vụ, gọi là nghĩa vụ đó, họ làm 2 năm, 3 năm. Thường thường nghĩa vụ là 3 năm. Tại sao họ làm những cái điều đó trong khi họ có thể, họ không cần đi? Là bởi vì đó, nếu mà quý vị đã được đào tạo trong một cái quân trường, quý vị có trở thành một những người lính mình đồng ra sắt ở trong tư tưởng, quý vị có thể bảo vệ được đất nước. Đó là điều mà các tuổi trẻ Việt Nam họ đã đang và vẫn còn tiếp tục làm cái chuyện đó. Thành ra chúng ta cũng yêu nước, nhưng mà chúng ta yêu nước một cách gọi là tiêu cực. Bởi vì những người lớn tuổi, xin lỗi các niên trưởng, các vị chỉ huy của tôi không phục quý vị. Bây giờ đó tôi mới nhìn thấy rằng tôi rất là may mắn tôi không chết. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì cái ngu của quý vị. Bây giờ chúng ta phải nhìn lại đi, tại sao 43 năm chúng ta không thành công. Đầu tiên, chúng ta chưa bao giờ có sự đoàn kết. Nhưng mà người trong nước này, họ rất là ý chí, họ một lòng và họ đoàn kết. Tư tưởng có thể khác nhau, nhưng mà khi mà cần phải chiến đấu, họ sẵn sàng chiến đấu. Chiến đấu xong thì nói chuyện khác với nhau. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì chúng ta sẵn sàng giết nhau trước khi chúng ta chiến đấu. Và đó là một cái điều, quý vị nhìn lại đi, 43 năm nay chúng ta không thành công tại hải ngoại là bởi vì chúng ta có một cộng đồng không? Không. Có ai đại, có ai bầu cho ông Võ Đình Hiểu không? Không. Có ai bầu cho ông Bùi Thế Phát không? Không. Tất cả đều là những sự gian dựng, quý vị tự biên, tự diễn và tự làm. Thành ra chúng ta không nói chuyện với nhau. Một người Mỹ họ muốn nói chuyện với cộng đồng Việt Nam, họ gặp ai? Họ có gặp Võ Đình Hiểu không? Không. Họ gặp Việt Tân không? Không. Họ không biết nói chuyện với ai. Đó là cái điều sai lầm của chúng ta. Chúng ta không có tổ chức đoàn kết được. Mà khi quý vị đoàn kết được thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ, quý vị đã thành công từ lâu rồi. Nhưng mà thật sự, nói thật rằng 30 tháng 4 đã là ngày thể theo ý Chúa. Mọi sự Thiên Chúa đã an bài, và bây giờ là những người Thiên Chúa lại là những người chống lại ý Chúa nhiều nhất. Quý vị về học lại Thánh Kinh nhé. Mọi sự Thiên Chúa đã an bài. Chúa đã định người miền Bắc phải thống nhất đất nước, và người miền Bắc đã thực hiện theo
ý của Thánh Chúa. Và chúng tôi sẽ xin gặp lại quý vị. Các anh em suy nghĩ đi, khi mà tôi đã mở được cái cặp mắt và tôi về Việt Nam, tôi đã mở được cái tư tưởng tôi. Tôi không thù hận người Cộng sản nữa. Và tôi bắt tay tất cả những người Cộng sản. Và ngày hôm nay tôi được bắt tay với người đặc công. Anh đã đặt cái mìn, gắn cái mìn ở Nhà Bè. Thì thưa quý khán giả, chúng tôi mới thấy rằng những người miền Bắc, họ là những người thật sự chân phát và không phải là dối gian như quý vị. Quý vị đã nói dối quá nhiều, quý vị đã bịa đặt rất nhiều, và cho ngày tới ngày hôm nay quý vị vẫn còn bịa đặt. Quý vị nói rằng ngày mùng 5 tháng 3 này sẽ là cái ngày cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi sợ quá, tôi đang ở đây. Nếu mà ngày mai mùng 5 tháng 3 chủ nhật quý vị lật đổ được Đảng Cộng sản, chắc là tôi không dám về Mỹ nữa. Đấy. Lại trở thành một người tị nạn ngay trên đất nước Việt Nam của mình. Và tôi bảo đảm quý vị, nếu quý vị làm được cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy, thì quý vị nên nói như vậy. Còn nếu quý vị nói rằng cuộc tổng biểu tình lật đổ Đảng Cộng sản, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị cần phải uống thuốc. Làm sao nó mất đi cái ảo tưởng. Cái ảo tưởng đó chính là một cái viên thuốc để giúp cho quý vị bớt mơ tưởng rằng ngày nào đó Đảng Cộng sản sẽ lật đổ. Năm nay tôi 71 tuổi, quý vị có nhiều người lớn tuổi hơn tôi chứ. Quý vị hãy nghĩ đi, giờ này chúng ta sắp sửa đang và sẽ chống gậy chứ không phải là chống cộng nữa. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý một khán giả của Win Win.